Bài 91 Tỷ chiều y khở Tương với phần 3 bài 29 quyển 2 Đầu tiên là từ mở, mở ra Tả khai Tả Tả Khai Khai Tả khai Tả khai

đừng mở ra. Bia tả khai. Bia tả khai. Mau mở ra. Khoai tả khai. Khoai tả khai. Mong mở máy tính, mong bật máy tính. Khoai tả khai điện nào. 快打开电脑。黑拿来的碟、光盘、光盘、光盘、电影、电影光盘、电影光盘。 đi phim điện ảnh mà bạn mua. Ní mài tờ tiền hình quang bán. Ní mài tờ tiền hình quang bán. Xem một chút đi phim điện ảnh mà bạn mua đi. Khăn khăn ní mài tờ tiền hình quang bà. 看看你买的电影光盘吧。某某没电，快打开电脑！快打开电脑！看一部电影、电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影 bây giờ là từ phải tẩy tẩy chữ này cũng chính là chữ tơ đắc tôi phải về rồi dùng khuấy chủy để biểu đạt xu hướng đi xa khỏi chỗ hiện tại 我得回去了 tẩy khuấy tẩy khuấy còn phải khái tẩy khái tẩy em gái hãy nghe phải nhắc lại mày 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 mày, mày, mày. em gái tôi Ủa mẹ mẹ? Ủa mày mày. Cho em gái mình. Cái Ủa mẹ mày, mày Cái Ủa mẹ mày, mày. Mày, mày Còn phải cho em gái mình. Khái tẩy cái Ủa mẹ mày, mày Khái tẩy cái Ủa mẹ mày, mày. trả lời thư, trả lời tin nhắn, khuấy xỉn, khuấy, hồi, xỉn, xỉn, hồi xỉn, hồi xỉn, trả lời thư cho em gái mình, 给我妹妹回信。 cáiúa mày mề khuếy xỉn còn phải trả lời thư cho em gái mình hoặc trả lời tin nhắn hãy tẩy cái úa mẹ mày khuấy xỉn hãy tẩy cái úa mẹ mày khuấy xỉn hãy nhắc lại từ đầu mong mở máy tính 快打開電腦。não. xem một chút đi phim điện ảnh mà bạn mua đi. Căn cả mấy mải điện ảnh quang phán Quần áo của mình còn chưa giặt xong đâu. Quần đấyi phù khái mấy xì quán à còn phải trả lời tin cho em gái mình nữa còn phải trả lời thư cho em gái mình nữa hãy để cái uống mềm mềm khuấy xỉn hãy để cái uống mềm mề khuấy xỉn xem xong phim hãy giặt đi xem xong phim rồi giặt đi 看完电影再洗吧。看完电影再洗吧。bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung。rút tiền。取钱。cửa hàng。商店。 Lái xe đi cũng được, chỉ xe máy, xe đạp. 骑车去也行 chưa Đi máy bay hay là tàu hỏa? Sổ phê hay Lại thử thêm một chút. Tắm chỉ dạo cứ đi thẳng về phía đông y chữ hoàng tung dầu người lái xe taxi chu du sư chi khó chịu không thoải mái bù phủ bằng lòng đi không, đồng ý đi không? Nguyện ý mà. Lưu loát trôi chảy. Liếu lỉ. Loài vận động gì? Sớm huyền tủng. Điện thoại kêu rồi. Điện thoại chẳng lọ. Tỷ số mấy mấy ì bì chỉ. alo ấy bụng đau kinh khủng tụ hại lại kiểm tra cho anh một chút sau Giải cái nhì trá diễn trá tiêm cho anh một mũi Cây ní tái ịt rân. Cho nên buồn. Số ịt nán của. Lần trước. Sàng tử. Không vừa ý lắm. Vô thải mái ịt. Lại dẫn anh đi xem thêm.

giao thông thuận tiện hay không? Giao thông phang biển, bủ phang biển. Bên cạnh chính là ga tàu điện ngầm. bên biển chiều sư tỷ thiết trản. Hai đề, chỉ các câu trong đề thi để kiểm tra lắng đạo thí rất nhiều câu khẩn đua chú ý thành tích sẽ không quá tốt chẳng gì bố khuê thải đã không nhìn thấy mấy khản triển cha một từ Cháy cửa chứ. Viết thành cái này rồi. Xìa Làm cái gì? Nói một cách tương đối tùy tiện. Cảm Chết rồi. Tồi tệ. Giao cao. Mông mở ra. Quay tạm khai. Phải trả lời thư cho em gái mình. Để cái quán mẹ mẹ hồi xỉn.